Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Xem Nhà Online, kênh nhà đất chính chủ không qua trung gian. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một căn nhà rất là lớn luôn, nằm ở ngay đường Tôn Đản nha. Do cái căn nhà này là chủ nhà không có muốn để số điện thoại lên mạng xã hội á, cho nên bảo là để số của em trực tiếp luôn, cho nên là em sẽ để số điện thoại của em luôn nha. Thì cái nhà hôm nay em muốn giới thiệu cho mọi người là có địa chỉ là 243/57 đường Tôn Đản, phường 15 quận 4 nha mọi người. Đó, và đây là cái đường trước nhà của mình nè. Đó, đường này là khoảng chừng 2 mét hơn, hai xe máy tránh nhau nha. Và chúng ta cách mặt tiền Tôn Đản chỉ tầm khoảng chừng là 100 mét đổ lại. Thì nhà này có cái diện tích bề ngang là 5, bề dài là 14 mét hơn, nở hậu ra là 7 mét, diện tích đất là 78 mét vuông và giá đang kêu chốt luôn là 4,7 tỷ không thương lượng nha mọi người. Thì đây là cái khoảng sân mà chừa lộ giới nè mọi người, là chúng ta có thể để được từ 4-5 chiếc xe. Do nhà hiện tại là đang cho thuê phòng trọ cho nên là không thể lên trên quay được, cũng không thể vô sau quay được tại vì đang có người ở đó mọi người, cho nên em chỉ quay được cái khoảng này cho mọi người xem thôi. Đó, với lại nhà cũng là nhà cũ xây dựng lại cho nên là em không quay được chi tiết. Có gì là xong quay xong ở đây em sẽ chạy hết một vòng tiện ích xung quanh, em quay tiện ích xung quanh cho mọi người cùng xem nha. Và toàn bộ thông tin là em có up sổ lên và có số điện thoại để liên hệ luôn. Có gì mọi người cứ liên hệ với em tiếp, em sẽ hẹn chủ cho mọi người. Thì vừa rồi là chúng ta coi một vòng bên trong căn nhà rồi nha. Thì bây giờ em sẽ quay cái đường ra ngoài cho mọi người xem. Do cái cây gimbal khi của em hết pin á, em để xài tạm cái cây gimbal khác, cho nên là nó hơi rung một chút xíu, mọi người thông cảm nha. Tới đây á, là chúng ta quẹo tay phải nè mọi người. Đó, chúng ta đi thẳng một đường luôn. Nói chung là chúng ta cách mặt tiền gần lắm, đâu đó chỉ tầm khoảng 100 mét đổ lại nha mọi người. Là đâu đó là khoảng dừng là 2 phút đi bộ, không tới một chiếc xe. Đây, đó, vừa quẹo phải xong, chúng ta tới ngay cái ngã ba này. Chúng ta quẹo tay trái một lần nữa là chúng ta ra tới ngay mặt tiền gần nha. Nếu như chúng ta đi thẳng ở đó, đó là chúng ta sẽ tới được ngay chỗ chợ 200, là khu phố ẩm thực nổi tiếng của quận 4 đó mọi người. Nhưng mà bây giờ em sẽ không đi hướng đó, em đi ra hướng mặt tiền Tôn Đản để em quay cho mọi người xem là ngay mặt tiền Tôn Đản có những tiện ích gì nha. Rồi bây giờ em đã tới ngay mặt tiền Tôn Đản nè, người thấy không, chúng ta cách mặt tiền Tôn Đản khoảng 100 mét à. Nếu như chúng ta về tay trái đó là ngay ngã ba của đường Vĩnh Hội và đường Tôn Đản nha mọi người. Còn nếu mà đi về đây chúng ta có thể tới được ngay chỗ đường Nguyễn Đức Thành, là ngay cái chỗ mà tới được cái cảng Nhà Rồng đó mọi người. Thì như mọi người thấy á, là đường này Tôn Đản cũng có thể được gọi là một trong những khu phố ẩm thực và được mệnh danh là con đường không ngủ. Vì trên con đường này là bất kể thời gian nào cũng đều có người qua lại rất là đông đúc và nhộn nhịp. Bây giờ là khoảng chừng là 4 giờ chiều, tầm khoảng 6 giờ tối á, là hai bên sẽ bày hàng quán ăn rất là nhiều nha mọi người. Bây giờ là mọi người thấy không, cũng rất là nhộn nhịp luôn rồi. Chủ yếu ở trên con đường này á, là kinh doanh về đồ ăn, chợ siêu thị Bách Hóa Xanh, tiệm điện thoại đó, và tiệm tóc. Đó là những mặt hàng chủ yếu trên con đường này. Nói chung là đây là một trong những con đường khá là sầm uất của quận 4 nha mọi người, cho nên là chúng ta không sợ việc đi chợ hay là thiếu tiện ích gì nha. Chỉ tầm khoảng chừng là trong vòng bán kính là một cây số. Đây, như mọi người thấy không, rất là đông đúc nha. Chắc em chỉ quay sơ tới đây thôi nha mọi người, vì là bây giờ là học sinh đang ra về á, nên hơi đông một xíu. Thôi thì chắc video em xin phép kết thúc tại đây. Nếu như mọi người cảm thấy video này tốt, cho em xin một like, một share và một subscribe để em có động lực em review thêm nhiều căn nữa cho mọi người. Hẹn gặp mọi người ở video sau. Bye bye cả nhà.